Hello, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì tiếp tục cái video này, mình sẽ làm một cái video về chỉnh ảnh, tiếp tục thuế của chỉnh ảnh series của mình. Đó là cái video số 26 rồi nha. Này, ở trên màn hình thì các bạn sẽ thấy đây là một hệ thống stock được chúng ta mình được chụp bởi một tác giả King Kaka này. Thì ở đây mình sẽ lấy ra ba bức hình để mình chỉnh nha. Hình này hơi chiêu này, rất là chiêu luôn đấy, rất là đẹp. Nhưng cái khoảng này thì các bạn đợi nó bị cháy sáng chỗ này à, để mình xem thử có một hình nào nó không bị lỗi không. Để mình sẽ tải cái này xuống, rồi mình sẽ lấy một thêm một bức hình nữa, đang biết phải đút đó, bức này đẹp không. Bức kia rất là đẹp nhưng mà nó bị cháy khuôn mặt. Bức này đẹp này. Đây có một nước chúng ta sẽ xử lý sau. Okay. Đây chúng ta sẽ điều chỉnh hình ảnh của cổ trang nha. Đổi cổ trang thì đã là bức ảnh góc của King Kaka này. Để mình vào tóc mình gõ nhập để bạn xem. Đấy, đây là một cái bếp của anh King Kaka nhé. Các bạn nào muốn học chỉnh ảnh live stock free thì anh có chia sẻ ở trên này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ảnh này của anh cổ trang thôi, mình sẽ phải cắt một chút mà mình edit theo cái cảm nhận của mình. Cái video này cũng các bạn chỉ để ở tham khảo thôi nha. Cũng không vấn đề gì đâu. Mình sẽ ảnh cổ trang tối một chút. Cái phong cách ảnh của mình là ảnh cổ trang. Mình sẽ lên một bộ ảnh màu nâu. Giờ hiện tại thì bức ảnh này mình sẽ chỉnh cái màu cho nó nhạt nhạt đi. Rồi. Đây, nó nhẹ nhẹ thôi để mình chỉnh da thôi. Đấy, chỉ mình chỉnh da thôi. Rồi. Highlight nhẹ xéo một cái shadow lắp xuống một cái rồi như này black này mình sẽ tăng lên. Đây còn một đây này, phần cushion này thì mình sẽ chỉnh cái bức ảnh này nó bên đỡ chỗ ở dưới cái góc mà bên dưới này nó hơi tối ha, nó hơi sáng, mình sẽ đẩy tối xuống chim dương nó xuống một tí. Rồi ok, gì cũng được rồi. Đấy, mình giảm xuống luôn. À, đây một cái màu rất đẹp ha. Đây một cái màu rất là đẹp. Rồi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục với một cái bức ảnh này thì mình sẽ đánh cái màu da này nó bị hơi ém đỏ rồi, bởi vì mình kéo nó hơi xanh ở cái màu phần hê hê này, mình kéo nó nhiều bên phải một tí để bức ảnh da mình để da lên.
thì nó sẽ dở hơn. Ok, trắng hơn rồi đây. Đây nè, trắng bệnh đấy. Chỉnh lại một tí nữa. Trừ còn 40 đi. Đi chính rồi. Ok, dẹp rồi. Rồi ok. Đây là mình muốn mình có thể chỉnh màu xanh này cho nó với màu đen luôn. Rồi, mình sẽ đẩy cái màu đỏ, tông đỏ lên. Ok, đấy, bạn thấy màu là khá khá ha. Này thôi được rồi. Làm cho nó vừa mắt mình xem thôi. Rồi, ok. Đây thì mình cảm thấy nó ok rồi. Đây. Màu rất đẹp. Ra một màu khác nữa hả? Rồi, màu này đi. Ok. Đây mình sẽ bấm vào open và mở ra. Rồi chúng ta sẽ đi tiến hành làm phần da cho nó nhé. Đây. Ta sẽ con chuyện gì? Đây nhân bản cái layer này là một lớp. Rồi ok. Đây là một cái retouch đôi mắt. Máy hồng đánh riêng chỉnh tóc trong ảnh đây nha, kết cấu kiểu da thon mặt mịn thon mặt vùng sáng vùng tối vùng nổi vùng sáng nổi vùng tối tách tần số chỉnh cấu chi tiết các cái banner xem sách design router này chỉnh nó đầy đủ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm da thôi. Giờ mình sẽ mình chấm thành nhang. Việc chấm thành nhang này cũng đơn giản thôi. Nếu mà da mẫu sạch thì như vậy không còn phải mất bao nhiêu thời gian. Chỗ này thì dáng nó bị ấy nè. Rồi mình sẽ tăng lên da như này. Ok. Chỗ này cái bếp này lúc nữa mình sẽ sử dụng công cụ tách dạy ai đậm làm. À rất là nét ha. À này chụp bằng Nikon rồi. Nikon là mình thấy là vô đố rồi. Mặc dù mình đánh sai Canon. Ok.
sau khi chấm bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái phần tách da lên miệng dài ai nè, kích vào rồi mình sẽ để cho này đó, bấm enter thì chúng ta chờ khoảng 30 giây thôi nó lót một tí là xong, tùy vào cấu hình máy của các bạn nhanh hay chậm ha. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ cho một tí ha. Rồi tất cả bước xử lý để xong, giờ mình sẽ sử dụng công cụ brush để chúng ta chăm sóc vùng da của bạn mà mỏng này. Ở đây thì chúng ta thấy ở trên màn hình là có một cái cọng tóc, chúng ta có thể xóa cọng tóc này cũng được. Rồi ok, không to này thôi. Rồi để chúng ta bật con size nhỏ lại. Đây, chúng ta sẽ đánh đều lên thì nó sẽ xóa bớt mấy cái mụn kém này đi. Lại mở cọng tóc này. Như ta đã đeo nha, không đeo ở chỗ sáng chỗ trắng nhé. Chúng ta sẽ giảm lấy nét lại. Từng bữa chúng ta đánh dọc hai bên mũi nha, để chúng ta lấy cái nét đi vuông mũi nha. Chỉ đánh chúng ta thấy có một sự thiếu thiếu nét. Mình sẽ tạo cái sóng mũi nó cao hơn một chút. Rồi để cái đường sóng mũi rồi hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ tự dựng các nét lại xuống còn 5-7%. Mình đánh một đường
rồi đây sẽ lấy lại luôn. Bổ sung rồi. Ok. Rồi. Control Shift Y, Control Y. Đây chúng ta sẽ làm mắt. Ta sẽ bấm vào phần xe mắt ha. Rồi. Đây, vùng mắt trong tay đổi nó chỉ có những cái vòng gâu, vòng màu đỏ thế này. Chúng ta che hai bên đi. Trước và sau này trước ta thấy chúng ta đã bị đánh lên ở chỗ nào rồi. Ok. Ta chỉ bấm gì hoàn hảo à, gì hoàn hảo thử xem nó có chế độ gì. Chúng ta đánh ở đâu thì nó đều ở đấy luôn ha, giống như ở trên điểm mà trong cỏ dâu vậy. Không một vết rất là đẹp ha, không một tẩy sạch cái môi luôn. Cái vùng mà rất là khó nhưng mà chúng ta vẫn tẩy sạch được.
Giờ nó hoàn hảo, họ đang ta sẽ giảm vô 34 này xuống còn 25%, khoảng B16, B40% này. Chúng ta thấy dây mẫu rất hoàn hảo luôn. Rồi ok, rất là đẹp. Đây, rồi. Đây là con chuẩn ship y về con chuẩn dây. Đó sẽ làm việc ở một lớp layer mới. Nhanh để về con một con khác nữa. Và ở đây chúng ta sẽ làm cái phần này cũng đơn giản á. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần là cổ trang này. Không có cái bộ là phù hợp hết. Tìm một cái ti bô phù hợp sao mà nó khó vậy? Này, xấu quá. Còn cho chúng ta đưa lên đây, anh mới đổi lại màu trắng này.
Đây, xong rồi nha. Chúng ta sẽ thêm cho nó một cái ảnh nữa. Đây, chúng ta sẽ thấy cái ảnh nào đẹp chúng ta thích thôi. Tấm này hoàn hảo mà. Mở trong cửa sổ mới chúng ta mới thay được. Tấm này cũng đẹp mà. Rồi đây chúng ta sẽ lên tấm ảnh này, mình để giải lại một tí mình sẽ quay lại nha.